Hello, xin chào các bạn. Nơi mình đang đứng đây là cổng chợ Phố Cáo, huyện Đồng Văn nhé. Chợ này cũng là một cái chợ lùi đặc sắc trên cao nguyên đá Đồng Văn. Hôm nay thì chợ họp vào thứ bảy, tuần sau thì nó sẽ họp vào thứ sáu, nên là được gọi là chợ lùi. Bạn này đi đâu cũng gặp, chợ nào cũng gặp. À, chào anh. Hello, hello. 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 Chụp ảnh. Cái này đẹp rồi, tí nữa mới quay. Tí nữa mới chụp được. Cái này đi qua, cái đi vào chợ. Cái ta bán nhá. Hả? Bán nè. Dạ. À đây, chụp ảnh. Cái gì? Đây đây. Rồi. Đây rồi. Rồi. Cái gì, cái gì, cái gì? Chợ hôm nay rất là đông nha các bạn nhé. Chợ này cũng là một trong số những cái chợ của xã mà đông nhất ở Đồng Văn. Đây nha các bạn nhé, đây là đậu phụ vùng cao nhé. Đậu phụ trên này thì họ để cả tảng rồi xong họ cắt. Ở đây bao tiền một cân này chị? Cân 15.000 anh ạ. Cân 15.000 ạ. Đậu này... Em ơi lấy đi em. Đậu này cũng rất là mềm và ngon nhé. Mềm. Cho em xin một ít. Em ăn thử. Một tí đây thôi, đây này cắt này. Cắt này mềm mềm. Tí thôi, sẽ xin một ít để ăn thử. Đây mình sẽ ăn thử một chút nhé. Đây, đậu phụ rất là mềm và mịn đấy. Ngon lắm các bạn, thơm. Đậu phụ này mịn nhỉ, mềm. Ngon. Là 5.000 em, đi làm chi xe. Ăn đậu phụ ăn sáng đánh được. Con nha, xin câu nha. À. Đánh cuốn, đánh cuốn. Đây là bánh cuốn à, bánh cuốn trên này. Tiếng địa phương gọi là gì chị? Nó là phin câu. Phin câu à? Ừ, đúng rồi. Đấy. Chị chủ quán rất là nhiệt tình nhá. Chị giải thích từng món một. Đậu phụ của chị rất là ngon. Mày làm xuống mà. Cái này khẩu chi này, kinh này. Nếu các bạn đến chợ Phố Cáo thì đi vào cổng chợ, xong là rẽ trái thì sẽ gặp hàng của chị ấy. Ở đây bán rất là nhiều loại. Thì là do tôi chiên à? Do chiên nhỉ? Bánh cuốn. Cái này đây là bánh phở đúng không? Cái này kinh, cái này bún là kinh. Còn nó chim bò này mềm mốc cầu o này, kinh này để lâu. Cái cầu o này 12.000 một cân. Đó, 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 đó. Chị bán hàng nha em, cảm ơn. À, rồi rồi. Đậu phụ ngon. Xin chào nhá. Nhưng mà nhà hơi xa không lấy về được. Ồ, đây là gian hàng ẩm thực nè. Mọi người đến chợ phiên này nhìn mọi người ăn thưởng thức ẩm thực ở đây rất là ngon nhé. Đây là phở thịt lợn à anh? Toàn thịt lợn thôi. Toàn thịt lợn à? Có lòng lợn những cái thứ không? Lòng dạ dày không có. Anh thì còn chưa. Này bát phở đây rất là ngon đấy các bạn nhé. Toàn thịt lợn địa phương. Lợn này lợn đen đúng không anh? Đen thôi, bây giờ lấy đâu ra lợn trắng? Bây giờ không có lợn trắng rồi.
Rồi em cứ đi một vòng ra tí có gì em quay lại. Ngồi em đi. Đây là chỗ họ bán quẩy gùi này, hay còn gọi là quẩy tấu này. Cái này bán bao tiền một cái anh? Cái 80.000 thôi. 80.000 à? Nên mình tự đan à? Nó nhìn nó mới đấy nhở? Có cái nào cũ cũ à? Cái cũ bán hết rồi đúng không? Cũ để nhà dùng à? Cái mới này mang đi bán. Cái này đan bằng cái gì mà chắc đấy nhở? Dì cháu, dì cháu là 80 à? À đây là quần áo. Đây là đây là quần áo, bao tiền một cái này? Một cái 300. À 300 à? Vâng. Ô cái này cũng đắt đi nhở. Cái này vải vải gì đấy? Cái này để... vải lanh à? Vâng. Cái này thì đắt, vải đắt, vải vải. À. Thế cái này mỏng mỏng này cũng thế à? Cái này áo này, đây là áo đúng không? Áo này mỏng hơn là giá 200 nha các bạn nhé. 200. Còn áo này là cái này là 300 này, cái này dày hơn này. 400 à? À 400. Cái này 300. À. Mũ. Áo ở trên này áo họ dệt bằng tay, dệt bằng ấy nên là cũng giá cũng rất là đắt nhá. Cũng không phải rẻ đâu. Tất nhiên là cái gì đồ gì làm bằng tay thì nó cũng mấy hơn. Nó cũng đắt hơn là đồ làm bằng máy. Thôi thì tí quay lại, Hello, hello con. Đi mua quần áo à? Đây là chợ chim nha các bạn nhé. Đây bán rất là nhiều loại chim này. Đây là chim gì đây anh? Chim giàn. Chim gì đấy? Hoa mi à? Chim mi. Con này bán bao nhiêu? 2 triệu. 2 triệu. Con này đánh nhau được không? Đây là chợ chim rất là đông luôn. Các loại chim cũng toàn họa mi thôi nhỉ? Chưa. Chân thì thua như đây là các anh em đang thi chim. Thi chim. Chim này bán em mang đi thi đi em. Đi bá. Tưởng mang đi thi chim. Tưởng mang đi thi. Không phải mang đi thi mà đi bá, mang đi đủ. Đàn ông phải thi chim chứ. Phải mang chim đi thi chứ. À đấy à. À mang vừa bán vừa đổi nhau à? Vừa bán vừa đổi nhau. Hay nhỉ. Đổi chim, bán chim đổi chim ấy đúng không? Bán chim đổi chim đây. Hầu như tất cả mọi người đi chợ đều ăn món phở nhé. Phở mình sẽ đi tìm xem có những món gì đặc sắc không để còn thưởng thức. Đây phở gà anh. Tôi cậy. Phở gà bao tiền một bát? Thăm tao. Em đi một vòng chợ đã, tí quay lại. Tí đói quay lại ăn. Đi xem chợ đã. Cái bánh này là bánh gì đây anh? Bánh đá. Bánh đá. Sao gọi là bánh đá? Nhìn lạ lạ nhỉ. Cái này là làm kiểu gì anh?
Cái này ép ép gạo à? Ờ, bột gạo. Gọi là bánh đá à? Ồ, hay nhỉ. Cái này ăn được luôn không? Bánh này ấy. Được mà. Dạ, bây giờ ăn được mà. Cái này à? Nó có chi xích kia. Đây là bánh đá nha các bạn nhé. Anh ấy bảo đây là bánh đá. Mình cũng đúng là trên cao nguyên đá nhỉ. Cái gì cũng gặp đá. Nhìn nó như là bột 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 ép vào ấy. Bột gạo. Bột gạo ép. Cái chiếc cỏ chi. Này, em cảm ơn nhé. Đây là bán thịt lợn đen hả anh? Lợn đen đây bán bao tiền một cân? 150 cái mới cả mỡ à? Ô nhìn thịt lợn ngon nhỉ? Đây, thịt lợn đen này rất là ngon đấy các bạn nhé. Đây, thịt lợn đen chính hiệu đây. Cái này là mỡ à? Đây, lợn đen vùng cao này rất là ngon này. Chết chào. 150 một cân. Hôm nay ít người mổ lợn hay sao nhỉ? Bình thường chỗ này chắc phải kín hết đúng không? Năm nay dịch nhỉ? Lên giá. À, lợn lên giá. Dân ăn đủ thịt đó. Thế bây giờ ăn thịt gà thôi. Thịt gà rẻ. Thịt gà rẻ thôi đúng không? Năm nay không làm thuê rồi. Cảm ơn anh nhé, em đi qua lượn đây thử xem. Tí nữa. À, lại gặp ông bạn của mình đây rồi. Mà bao kiểu đấy. Hả? Mà bìa lại. Ui. Dưa. Dưa đó. Để phút đó. Mấy trò. Hỏi giấy nha. Hỏi giấy nè. Hỏi giấy, hỏi giấy. Hỏi giấy nè. Chôm nè. Đây, chôm, chôm. Dưa đó nè. Đấy. Và. Và. Đây. Hello. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Ông bạn này rất là vui tính nhá, đi chợ nào mình cũng gặp con, bạn này. Con bị lâu như mẹ rồi. Hả? Con mẹ bạo quá ấy. Con mẹ ơi. Cảm ơn nhá. Ông này chợ nào cũng thấy nhỉ. Chợ nào cũng đi, chợ nào cũng. Đây là nồi ốc đậu nhá. Nồi này thì ăn với lại mèn mén kìa các bạn. Cái canh này ăn với lại mèn mén nhá. Đây này. Đây là mèn mén vùng cao này. Mèn mén này rất là khô nên phải ăn với lại cái ổ có nước. Đấy, một bát nước đậu với lại một bát mèn mén. Thấy ăn được chưa? Ăn được. Bát tiền một bát? 5.000. Hả? 5.000. 5.000 ăn cái này với cái này đúng không? Ừ, thế là một bát 5.000 nữa. Thế là 10.000 đúng không? Ừ. Thế lấy cho anh một bát kia này, lấy một bát này em thử. Đây à, ngồi đây à?
đây. Ui. Lên đây đi chợ. Nhà em bán hàng đây à? Bán được nhiều không? Ngày bán được mấy chảo đấy? À, mấy nhỏ ăn nhiều. Đây có là ớt tiết các thứ đây đúng không? Đây, đây là một bát. Bát này gọi là bát gì em? Nước đậu à? Đậu à? Tiếng địa phương mình gọi là gì? Hả? Hả? Lảo à? Cháo lảo đúng không? Lảo. Một bát mèn mèn nữa nhá. Lên lên một tiếng mà. Đây bát ốc đậu này, trên này nó gọi là lảo. Đây một bát mèn mén với một bát cháo lảo này có giá là 10.000 nhá, 5.000 một bát. 5.000 bát cháo lảo, 5.000 một bát mèn mén. Nay mình sẽ ăn sáng mèn mén với lại cháo lảo nhá. Các bạn ăn sáng mình nhá. Cháo lảo đây. Ba ăn được hả? Thì cho ít muối vào. Bên này mày gọi cả đấy nhá. Hả? Đấy nhá, ăn cả đấy. Bên này vào. Cho một ít ớt bột vào đấy này. Thơm lắm ạ, mùi nước đậu. Anh Hân ơi. Ngon. Cái bí rau thơm mà rất là ngon. Đây, ăn thêm một miếng mèn mèn nữa này. Cái mèn mén này nó rất là khô các bạn nhá. Nhờ phải ăn với lại nước đậu. Nó mẻ. Nước đậu. Còn thì chút à, cái đậu nó hơi nhạt. Mềm mềm này. Để cho bà. Đi chợ viên thì thưởng thức hết những món đặc sản của địa phương. Anh ơi, em gửi tiền, gửi cho bà luôn. Bà này à?
bao nhiêu? Thì em xin này, anh giống màu à? Anh ra gửi cho bà nhé. Được rồi. Được rồi. Wow, chào tôi là văn nhiệt tình à, tôi, nhưng mà, nhưng tôi mà, văn nhiệt tình à, bán đi nhá. Bánh này là bánh gì đây chị? Đây là bánh bao, còn đây là bánh bò. Bánh bao này bánh bao chay à? Bánh này bánh chay, còn bánh này bánh mặn. Nhân một cuốn thịt. Cái bánh mặn này bao tiền một cái? 2.000 ạ. Cho em một cái em ăn. Vâng, xin được em tí ạ. Đây mình sẽ ăn thử cái bánh bao nhân thịt của vùng cao nhé. Không cần túi đâu, ăn luôn đây. Mình nhá, ở Hà Giang. Đây mình sẽ ăn thử cái bánh bao nhân thịt trên chợ Phố Cáo đây. Trong có nhân thịt này các bạn. Bánh này chỉ có 2.000 một cái mà rất là ngon. Chờ lúc à? Mới chưa nè. À chưa là. Cái này là nhân thịt chi à? Nhân thịt à? Cái này không nhân, cái này là nhân đỗ. Bánh này bánh bò à? Còn nhiều không? Bánh bò còn nhiều không? Ờ, trong này bố. Còn nhiều không? Chị đây. Ông xem là còn nhiều, còn ít thì kể nó. Ăn một cái này nữa chắc no lắm nhỉ? Ăn ngon. Bao nhiêu một cái đấy? Cái này 2.000. Cũng 2.000 nhỉ? Ồ, chó. Con chó hay chó bản địa luôn à? Con chó hay chó bản địa luôn à? Chó đỏ đấy. Con này bao tiền? 9 triệu. 9 triệu à? Con này là 2 triệu. Con này 2 triệu. Đẹp nhỉ? 2 triệu. Nhưng mà không cộc đuôi à? Thường chó trên này phải chó cộc chứ. Cộc thì 2 triệu thì... Cộc chắc phải 5 triệu à? Đây là khu chợ bán chó nhé các bạn nhé. Rất là nhiều loại chó đây. Mình chưa nhìn thấy con chó mông cộc nào. Đây toàn chó thường thôi. Quán bò. Đây hai con bò rất là to đây. Ô, bò to đấy nhỉ. Con này bán bao nhiêu anh? 24. 24 à? To nhỉ. 24 triệu con bò này các bạn. Đây. Bò rất là đẹp nhé. Bò mông cao. Ăn mèn mén với cháo lảo xong no quá rồi các bạn ạ. Mình đã ra đến bên ngoài chợ rồi. Mình xin phép kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay cho mình xin một đăng ký và một chia sẻ kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn các bạn.